Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Những ngày qua, nhiều khách hàng hoang mang khi cơ quan chức năng thông tin về vụ việc, một khách hàng sau hơn 2 năm gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải MSB bỗng dưng bị mất hơn 58 tỷ đồng, ngoài ra nhiều khoản tiền của các khách hàng khác cũng bốc hơi khỏi tài khoản MSB. Cơ quan an ninh điều tra cho biết ngày 18 tháng 10 năm 2023 đã khởi tố vụ án bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, 40 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội, giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân MSB chi nhánh Thanh Xuân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Bước đầu xác định bà Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng. Tuy nhiên, những khách hàng cũng bức xúc vì đến lúc này họ vẫn chưa lấy được tiền của mình. Vụ việc xảy ra ở MSB làm người ta nhớ đến vụ án được xem điển hình về trường hợp tiền gửi hàng trăm tỷ đồng trong ngân hàng bỗng nhiên biến mất, gây chấn động thị trường mấy năm trước. Đó là số tiền 245 tỷ đồng của bà Chu Thị Bình gửi tại Esimbank. Do số tiền gửi rất lớn nên bà Bình được ngân hàng chăm sóc theo chế độ khách hàng VIP, ông Lê Nguyễn Hưng, phó giám đốc ACB e Bank thành phố Hồ Chí Minh đã lợi dụng sự tin tưởng của bà Bình cũng như kẽ hở của ngân hàng để chỉ đạo nhân viên lập chứng từ giả rút tiền từ tài khoản của bà Bình với tổng số tiền 245 tỷ đồng. Năm 2018, vụ án được đưa ra xét xử và ACB e Bank đã phải trả lại bà Bình toàn bộ số tiền cùng lãi là 92 tỷ đồng. Đó chỉ là một số vụ tiền của khách hàng bị lừa đảo bởi chính nhân viên ngân hàng giả mạo chữ ký, giấy ủy quyền để rút tiền của họ. Còn những cú hách được thực hiện từ bên ngoài thì ngày càng gia tăng cả về số lượng và thủ đoạn. Mới đây, bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch Đồng Nai, cũng thông tin đã bị một nhóm lừa đảo trên mạng lừa đảo và lấy hơn 170 tỷ đồng trong tài khoản. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra. Đáng nói, ngay cả các chuyên gia tài chính, những người tưởng chừng biết rõ các thủ đoạn lừa đảo trên mạng cũng không ngoại lệ. Chuyên gia tài chính tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cũng đang là nạn nhân của một vụ hách tài khoản và vẫn chưa lấy lại được tiền. Theo chia sẻ của ông Hiếu, ngày 18 tháng 11 năm 2023, khi ra ngân hàng để rút tiền thì ông tá hỏa khi nhân viên báo tài khoản chỉ còn đúng 50.000 đồng, trong khi trước đó số dư của ông có gần 500 triệu đồng. Theo sao kê từ ngân hàng cung cấp, trong thời gian từ ngày 3 đến ngày 17 tháng 11 năm 2023, chủ tài khoản đã có nhiều lần chuyển tiền sang nhiều tài khoản khác nhau ở một số ngân hàng. Thậm chí có hai lần chủ tài khoản gửi yêu cầu cấp lại mật khẩu xác thực OTP thông qua ứng dụng Internet Banking. Mật khẩu này cũng được gửi qua số điện thoại mà Tiến sĩ Hiếu đã đăng ký với ngân hàng. Tuy nhiên, một điều lạ là thay vì gửi đến điện thoại ông Hiếu vẫn sử dụng là iPhone thì ngân hàng cho biết mật khẩu này được gửi đến một chiếc điện thoại Xiaomi. Ông Hiếu nói tôi đã làm đơn kêu cứu cơ quan công an nhưng đến nay chưa có kết quả, có thể trong thời gian tới tôi sẽ khởi kiện ngân hàng để tòa án ra phán quyết hoàn trả tiền điều mà ông Hiếu đặt ra là lỗ hồng về bảo mật thông tin nhất là việc đối tượng lừa đảo có thể đã xâm nhập vào hệ thống để đánh cắp tin nhắn ngân hàng gửi cho chủ tài khoản.